Mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Bé Kể Bé Nghe của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Mình là Teresa Nguyễn Gia Linh, mình đến từ giáo xứ Thới Hòa. Hôm nay, mình xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện kinh thánh. Câu chuyện có tên là Chúa Giê-xu và La-za-rô. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Có một người bị đau nặng, tên là La-za-rô. Quê ở Bethania, làng của hai chị em cô Martha và Maria. Cô Maria là người sau này sẽ sức dầu thơm cho Chúa và lấy tóc lau chân người. Anh Lazaro, người bị đau nặng, là em của cô. Hai cô cho người đến nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, người Thầy bị thương đang bị đau nặng. Nghe vậy, Đức Giê-xu bảo, bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa sẽ được tôn vinh. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày ở tại nơi đang ở. Khi đến nơi, Đức Giê-xu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Đức Giê-xu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Martha thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giê-xu liền phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Thấy cô khóc và những người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-xu thổn thức và xao xuyến trong lòng. Đức Giê-xu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ, ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đức Giê-xu nói, đem phiến đá này đi. Cô Martha là chị người chết liền nói, thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày, rồi người ta đem đến đã phá đi. Đức Giê-xu ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha, vì cha đã nhậm lời con. Phần con biết cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng, anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt phủ còn khăn. Đức Giê-xu bảo, cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ nghe những gì Đức Giê-xu đã làm. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giê-xu. Vậy Đức Giê-xu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.